There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the time to hold me in your arms. Whoa. How I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair and we can always have it. Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì trước mặt các bạn đang là một cái loại máy cạo râu. Thì nói về những cái máy cạo râu thì sau những cái phiên bản lần trước máy cạo râu điện tử ra mắt trước đó, như là cái máy anh đang cầm trên tay, đó là chiếc máy cạo râu điện tử cao cấp Xiaomi Mizia. Thì với cái thiết kế rất là đẹp mắt của nó đã thu hút được rất là nhiều sự chú ý của người dùng, đặc biệt là cánh mày râu, bởi vì cái thiết kế rất là bắt mắt. Thì gần đây Xiaomi cũng đã tiếp tục cải tiến về công nghệ cũng như là lẫn về thiết kế, sẽ cho ra đời một cái sản phẩm mới hơn. Nó có tên là Mizia MX V201. Và điều đặc biệt của chiếc máy cạo râu này so với phiên bản cũ là như thế nào? Thì bây giờ anh sẽ tiến hành mở hộp và trải nghiệm cho các bạn cùng xem nha. Rồi, và sau khi mở hộp thì các bạn thấy là ở bên trong nó rất là đơn giản, chỉ bao gồm một chiếc máy cạo râu như thế này, kèm theo mà một cái cáp để chúng ta sạc cái thiết bị ha, bằng cổng Type-C, một cái cọ để chúng ta vệ sinh sản phẩm. Và ngoài ra thì còn một quyển catalog hướng dẫn chúng ta cách sử dụng và một số cái thông số của chiếc máy này. Và bây giờ anh sẽ nói thật chi tiết về chiếc máy này cho các bạn cùng rõ hơn nha. Rồi, và các bạn hãy nhìn mắt vào màn hình thì các bạn thấy thiết kế của chiếc máy mới này nó xem với phiên bản cũ. Nếu mà các bạn nhìn không lầm thì nhìn nó như một cái phiên bản cũ, và bên tay phải của ánh đây là cái phiên bản cũ của mình. Thì các bạn thấy là về chất liệu nè, về cái hình thù thì nó rất là giống á, và nó được làm từ hộp kim thiết. Thì với cái hộp kim này thì các bạn cũng biết là độ bền của sản phẩm này rất là cao, và nhưng nó khác nhau về cái cấu tạo sử dụng, chẳng hạn như về cái phần nút nè. Các bạn thấy cái nút nguồn nó được trang bị ngay trên cái phần thân máy luôn, còn ở trên cái phần phiên bản cũ thì nó không có trang bị cái nút nguồn gì cả. Và ngoài ra thì ở phía dưới thì cổng Type-C đều sạc giống nhau ha. Và một cái điều rất là khác nhau ở bên trong đó là cũng là một cái điều rất là đặc biệt của cái phiên bản mới này, đó là cái cấu tạo sử dụng lưỡi dao kép hai vòng đó. Và bên cái phiên bản cũ thì chỉ sử dụng lưỡi dao đơn. Thì cái lưỡi dao kép hai vòng này nó với cái khẩu độ lớn khoảng 0.3mm, nó sẽ cho cái hiệu quả cạo sạch được cải tiến gấp đôi so với phiên bản cũ luôn. Và nó sẽ xử lý nhanh gọn mọi cái loại râu từ dài, ngắn, dày, mỏng rất là khác nhau, và đặc biệt là không hề gây tổn hại cho da của mình, chứng tỏ là cái máy cạo râu này nó hoạt động rất là trơn tru và mềm mại. Ngoài ra thì cái hệ thống dao kép nó còn được bố trí một cách rất là liền mạch, và nó, cái bề nổi của nó cao hơn so với cái phiên bản cũ. Đây các bạn thấy phiên bản cũ, đây là bề nổi anh để như vậy, các bạn có thể so sánh được. Bề nổi của cái phiên bản cũ nó thấp hơn so với cái phần vành đai này, còn cái phiên bản mới thì nó nổi lên trên như thế này. Với cái bề nổi như thế này nó sẽ phù hợp với mọi đường viền của khuôn mặt của mình, từ đó nó sẽ có thể vệ sinh mọi nét cạo đều tuân thủ rất là chính xác, và nó không có gây phạm vào da của mình, và nó tiếp cận được hoàn toàn với các cái khu vực khóe này cũng như đường cong ở càm và cổ của mình. Và cái kết cấu cái giữa dao này nó được làm từ từ tính ha. Các bạn ở đây nó có trang bị cái 500, cho nên nó cái việc chúng ta tháo lắp ra rất là dễ dàng sử dụng vệ sinh. Ngoài ra chúng ta còn có thể dễ dàng tháo lắp ra để thay thế cái lưỡi dao này. Thì nói về cái lưỡi dao thay thế thì tại bên Chiếm Tà Mobile của mình cũng có phân phối cái lưỡi dao bán lẻ như thế này. Các bạn có thể đến Chiếm Tà để chúng ta có cái nhu cầu hai lưỡi dao. Và nói về cái kích thước thì nó có phần dày hơn so với phiên bản cũ một tí, và cái kích thước bình thường thì nó rất là giống, và khối lượng của nó là khoảng tầm 100g, mà chúng ta có thể bỏ vào túi quần nè, hoặc là bỏ vào ba lô, túi xách, hoặc là ví cầm tay dạng vừa, rất là dễ dàng. Thì chúng ta cầm rất là sang trọng như một cái lọ nước hoa vậy đó, cho nên là người ngoài nhìn vào không hề biết cái máy dao cạo râu đâu. Và nói về cái động cơ của nó thì động cơ nó hoạt động rất là mạnh mẽ nhưng không kém phần êm ái và hiện đại, với cái mô men xoắn lớn tùy biến theo cái công nghệ Nhật Bản. Và cái tốc độ của động cơ nó đạt lên đến khoảng 6.500 vòng trên một phút, và với cái công suất đầu ra rất là ổn định ha, khoảng 5W. Nó tương tự như phiên bản cũ nhưng nó có phần đặc biệt hơn, bởi vì bên trong nó được cấu tạo cái cấu trúc, ba cái cấu trúc giảm rung nè, giảm tiếng ồn, và cùng cải tiến nó được cải tiến mượt mà hơn với cái công suất như vậy. Nhưng mà khi mà anh trải nghiệm thì anh thấy cái phần cái máy phiên bản mới nó hoạt động êm ái mượt mà hơn, và
nó không có rung nhiều như như cái phiên bản cũ. Cái phiên bản cũ rung rất là nhiều, còn phiên bản mới rất là ít rung. Đây, bạn thấy là âm thanh nó nhẹ nhàng hơn và cái cảm giác ánh cầm trên tay nó không có rung nhiều như phiên bản cũ. đó là một cái điều rất là được cải tiến so với phiên bản cũ ha. Và ngoài ra thì nó giúp cái động cơ mình nó bền bỉ hơn nữa. Và một điều đặc biệt cuối cùng so với phiên bản cũ là phiên bản mới nó có trang bị cái chuẩn chống nước EBS7, còn phiên bản cũ thì không có ha. Chúng ta lật ở ngoài sau nó có một cái ký hiệu vòi nước như thế này, rất là dễ nhận biết. Và một cái vấn đề mà các bạn rất là quan tâm ở những cái loại máy này đó là về phần pin. Thì pin chúng ta sử dụng khoảng một pin chúng ta sạc khoảng 1 tiếng và chúng ta có thể sử dụng liên tục lên đến 60 phút. Rất là lâu so với vị trí của chúng ta mỗi tuần chúng ta xài mình sử dụng một lần, và một lần một phút thì sử dụng rất là lâu, tầm khoảng 2 tháng á. Rồi, và để cho các bạn phân biệt được dễ hơn thì bây giờ anh sẽ thử trải nghiệm cho các bạn cùng xem nha. Và rồi thì mình cũng đã đi một vòng, mấy vòng luôn, nói chung là mấy vòng luôn, vẫn không kiếm được bộ râu nào có thể quay cho các bạn dễ thấy được. Và anh phát hiện ra một điều là chân của anh đang quay phim của các bạn á có rất là nhiều lông. Bây giờ anh sẽ thử cái máy này test lên cái chân của anh luôn nha, cho các bạn dễ thấy được cái phần hiệu quả của chiếc máy này đem lại. Trước tiên thì chúng ta mở nắp ra ha. Thì các bạn thấy là ở đây nó có một nút nguồn, thì chúng ta bấm một lần thì các bạn thấy là một cái tính năng rất là hay. Có nghĩa là chúng ta bấm một lần nó sẽ mở cái ổ khóa, nó sẽ hiện cái đèn ổ khóa lên, nó không có cho chúng ta ấy. Và đó là một tính năng hay hơn so với cái phiên bản cũ ha. Phiên bản cũ thì chúng ta nhấn bên hông là nó lên rồi, cái đó cũng là một cái sự không an toàn lắm cho cái thiết bị này. Và chúng ta nhấn giữ thì nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng pin lên là nó sẽ hoạt động ha. Là nhấn giữ cũng như là mở khóa. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào chân nha. Đây các bạn thấy là đây là một cái đường mà ánh sử dụng cái máy này và cái bên ánh không có sử dụng máy này. Các bạn thấy là cái lượng lông chân của anh này ý xuống đây cũng khá là nhiều. Và anh sẽ mở cái này ra cho các bạn xem. Để tắt thì chúng ta nhấn giữ ha, và nó sẽ chuyển qua cái ổ khóa thì chúng ta nhấn không có được. Đây đó, và cái này chúng ta có thể mang vào rửa với nước rất là bình thường, bởi vì hồi nãy anh có giới thiệu rồi, nó có cái chuẩn cái nước EBS7 á. Rồi, và vừa rồi thì các bạn cũng đã xem cái thao tác ánh rửa cái máy cạo râu lưỡi kép Mizia. Và hiện tại chiếc máy này đang phân phối tại chúng ta, các bạn có thể đến ngay với showroom của chúng ta để chúng ta có thể test trực tiếp cái chiếc máy này luôn và thấy được cái hiệu quả của chiếc máy này. Và chiếc máy này ngoài việc chúng ta có thể sử dụng cho cánh mài râu thì chúng ta có thể sử dụng cho chị em phụ nữ của chúng mình nữa. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này của ánh nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Nhớ cho ánh một like và subscribe để ánh có nhiều động lực hơn để làm thêm nhiều video review hơn nha. Bye bye. Yeah.